Tại phủ bóng Nguyệt Du Cung thuộc quần thể di tích lịch sử Phủ Dày, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức giao lưu giữa các chi hội trong câu lạc bộ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu. Tại buổi giao lưu, 27 thanh đồng của 8 tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Tuyên Quang, Ninh Bình, Huế đã thực hành 80 giá hầu, thể hiện sự đa dạng trong nghi lễ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt tại các vùng miền. Buổi giao lưu đã đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu và thảo luận từ thực tế thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trong giai đoạn hiện nay, như hình thức, quy mô sinh hoạt tiệc thánh mẫu, vai trò của đồng thầy trong các sinh hoạt thực hành tín ngưỡng, thứ tự các giá hầu, giải pháp nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng thực hành tín ngưỡng, giải pháp hạn chế tính chất thương mại trong hoạt động thực hành tín ngưỡng hiện nay. Chúng tôi cũng đi tìm hiểu những cái cố gắng của rất là nhiều bản hội, nhiều địa phương của thanh đồng lão quan mà họ tạo ra các cái liên kết. Hiện nay ấy, là chúng tôi nhận thấy là cái câu lạc bộ là một cái hình thức mà nó vừa đủ để mà lôi kéo được mọi người tụ họp với nhau. Nhưng mà trong khi vào các câu lạc bộ ấy, thì chúng ta phải đưa những cái định hướng, những cái nội dung khoa học để mà chính những người cộng đồng thanh đồng đạo quan ấy, họ tham gia vào quá trình nghiên cứu. Trên cơ sở đấy chúng ta sẽ chấn hưng đạo mẫu, lan tỏa được những cái ảnh hưởng tích cực và khẳng định ở trong xã hội những cái giá trị tốt đẹp của đạo mẫu cũng như là hạn chế cái tiêu cực. Khi mà cái câu lạc bộ ra đời của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, cô cũng rất là hào hứng để cô muốn là cái thứ nhất là để mình tham gia để giữ lại cái di sản văn hóa. Và cái nhất là đất nước Việt Nam mình là cái đạo mẫu nó rất là muốn để nó tồn tại và nó hưng thịnh. Nên là tất cả chủ nhang đồng thầy như các cô ấy là coi như cứ đến tháng tiệc mẫu các cô lại hội tập về đây để bọn cô là giao lưu rồi là diễn sướng rồi tất cả các đồng anh lính chị để gặp nhau để mình tôn thờ cái đạo mẫu Việt Nam. Năm 2022, nhằm tập hợp hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động diễn sướng hầu đồng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người thành lập 8 chi hội trực thuộc, câu lạc bộ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tại một số địa phương. Hoạt động giao lưu giữa các chi hội thuộc câu lạc bộ thực hành tín ngưỡng thờ mẫu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng với tín ngưỡng này. Đồng thời là dịp để các chi hội, hội viên của câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức nhằm đưa hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ngày một nề nếp và thống nhất, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc.